Xin chào các bác, xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nam TV. Chúc các bác sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hôm nay thì kênh của Nam TV lại chia sẻ đến các bác, anh chị và các bạn để cùng xem một cái video về cây lan kiếm vàng Tây Ninh các bác. Đây là những cái cây kiếm gọi là chuẩn giống, thì nó rất là đẹp. Và hoa thì của nó là chính chủ như thế này. Tất nhiên thì em Nam trồng thì trong cái một cái điều kiện môi trường nó cũng hơi thiếu nắng một tí. Hoa chính chủ của nó đây các bác nhá. Đó, vàng Tây Ninh này. Soi cho các bác thấy lại cái bông vàng Tây Ninh. Thơm thì dịu nhẹ. Một chút nữa thì em sẽ nói với các bác là giữa vàng Tây Ninh với lại cây vị hoàng thì nó như thế nào, nó khác nhau như thế nào về cái đặc điểm, về cái khả năng mà phát triển của cái cây, hai cái loại lan này là được mệnh danh trong bốn loại lan mà nhiều các bác anh chị các bạn trong năm 2001 2001 đi sưu tầm khá là nhiều. Ở đấy thì khá là đắt. Và đây là cái cần hoa của nó các bác nhé, đây này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Và đây cho các bác xem một cây một cái kiếm gọi là phan chi gieo hạt và chờ sổ mặt hoa. Và đây là cái em nó ra một cái bình thường á, kiếm rừng thì nó tím hết các bác nhá, tím hết luôn, gọi là tím ngắt luôn, nhưng mà cái này thì nó không tím, cũng không tím lắm, nhưng mà nó lại hơi có một cái hoàng, tức là nó cũng phơn phớt vàng, tức là nhìn cũng chơi tạm được các bác nhá. Cần hoa của nó đây. Thì em con Nam có một cái video nói các bác là thật ra mà cái giai đoạn đẹp nhất của cái lan kiếm là cái giai đoạn mà nó đang trổ bông này các bác này. Nhìn rất là phê. Đây. Các bác thấy không? Đây này. Các bác thấy chưa? Nhìn nó rất là đẹp luôn đúng không? Rất là đẹp luôn. Rồi thì đây là cái cây vàng Tây Ninh và cái đây là cây vị hoàng các bác này. Hai cây này thì được em Nam mua ở trên mạng và về cùng trồng cùng một thời gian. Đây các bác. Sau khoảng gần một năm gì đó. Đây các bác này. Thì cây vị hoàng nó cũng trổ bông rồi. Nhưng mà nó mới có đẻ ra một cái măng thôi. Cũng có thể là do cái cách trồng, nhưng mà em thấy là nó đẻ khá là chậm. Đấy. Cái vàng Tây Ninh thì nó đẻ ra khoảng đó là một chậu rất là nhiều luôn. À. Nhìn hai cây này thì nếu như mà không phải bên nhà vườn người ta nói thì mình cũng không thể biết được các bác. Nên là thực sự thì em Nam sưu tầm cũng chơi, nhưng mà nói chung không thể biết được, là nếu mà mình không đánh dấu thì cũng không biết là cây nào vàng Tây Ninh và cây nào là cây vị hoàng. Khi mà nó chưa trổ bông, thì trường hợp mà nó trổ bông thôi. À, cái vị hoàng thì các bác thấy là bên trong cái hoa á. Trong cái lưỡi hoa thì ở bên đây là cái lưỡi, nhìn cái lưỡi thì nó sẽ biết là biết phân biệt được đúng không? Còn cái vàng Tây Ninh thì nó vàng hết, nó như là xanh huyết đấy các bạn. Đó. Nó kiểu như vậy. Còn cái vị hoàng thì những cái lưỡi thì nó đốm lưỡi. À, nó là như vậy. Hai cái hoa là nó khác nhau như vậy. Cái cây thì nếu thật sự chúng ta khó phân biệt lắm. Đó. Khá là đẹp. Nhìn chung thì những cái lan mà cũng khá là đáng sưu tầm các bác. Nó đẹp từ lá đến hoa. Những cây mà gọi là chuẩn giống thì gọi là nhiều bác sưu tầm rồi thì đương nhiên đúng không? Họ phải qua cái sự chọn lọc rồi tìm tòi, rồi nói chung là có sự đánh giá của nhiều người chơi ấy, thì dần dần thì nó thành một cái trào lưu. Nhưng mà em Nam nghĩ thì giữa cây vị hoàng và cây vàng Tây Ninh thì thật sự thì em thấy là một cây vàng Tây Ninh nó cũng nhìn hoa nó có vẻ là nó cũng được hơn các bác. Đấy, đúng không? Nhưng mà nhìn sang một cái cây gọi là đây là kiếm phan chi sổ mặt hoa. Ít bữa nó trổ thì em sẽ quay cho các bác xem. Nhưng mà nó đen thui đi á. Thì nhìn nó cũng hơi buồn, nhưng mà nó nhìn nó có dấu hiệu là hơi chuyển sang màu vàng xanh thì cũng được chứ không đến nỗi lắm. Ha. Đấy, nhưng các bác thấy năm nay thì không biết là do cái điều kiện thời tiết như nào đó, nhưng mà kiếm đấy các bác thì nó trổ bông cực kỳ nhiều luôn nhá. Đấy, giữa cái vị hoàng
thì vị hoàng thì nó không sai cây lắm, nhưng mà phải nói là cây vàng Tây Ninh nó cực kỳ mạnh luôn các bác. Nó sai cả hoa mà nó sai cả cả cây, có nghĩa là nó đẻ mạnh lắm luôn, một chậu luôn các bác. Gần nó gọi là 1, 2, 3, 4, 5, tức là nó đẻ thêm 5 cái 5 thân nữa. Và trong khi đó thì vị hoàng thì nó có đẻ thêm một thân và nó hư một thân, trong khi trồng cùng một thời điểm, nó khá đẹp. Vậy thôi, một chút chia sẻ với các bác, anh chị, các bạn. Thì bác nào mà thích sưu tầm thì chúng ta cũng cứ sưu tầm. Bây giờ thì nó rẻ mà các bác, rất là rẻ ha. Chơi cũng vui các bác, rất là hay, và một năm đầy hoa ha. Chúc các bác và anh chị các bạn luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video lần sau.